Đây là remote điều khiển BS2 không dây. Remote này được sử dụng để điều khiển robot, điều khiển xe thông minh, điều khiển từ xa các thiết bị phong phú, giao tiếp với vi điều khiển ngoại vi khác. Remote dễ dàng sử dụng. Sử dụng hai viên pin AAA. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm một remote điều khiển không dây và một bộ thu tín hiệu. Bộ thu tín hiệu đã được mình kết nối với một Arduino. Kết nối giữa bộ thu tín hiệu và remote rất là nhanh. Như vậy là đã kết nối xong. Bây giờ mình sẽ thử bấm vài nút, kết quả sẽ được hiển thị ở trên màn hình đây. Mũi tên lên, mũi tên xuống, qua phải, qua trái. Tốc độ phản hồi rất là nhanh.